Hello mọi người, lại là mình Sunny đây, chào cả nhà yêu của Sunny nha. Thì như hôm qua tôi báo với mọi người là hôm nay tôi sẽ làm một cái video để mà unboxing cái hộp bốc thăm mới mà trong cửa hàng đó. Hôm nay mình sẽ kiểu là sẽ bốc thăm hộp để mà test nhân phẩm nha. Mặc dù mới đây tôi cũng mới test cho mọi người xem với cái hộp dâu tây nhưng mà đó là một câu chuyện buồn, nhưng mà thôi mình cũng ráng đó mọi người, ý là muốn cho mọi người xem tiếp đó, vì mọi người khá là thích mấy cái chủ đề đó đó, thành ra là tôi cũng ráng chứ đâu thích đâu mọi người đó. Ok không, nhưng mà trước tiên thì để mình cùng xem thử là trong cái phần quà hôm nay á, ở phần thưởng đăng nhập thì chúng ta có một cái hộp kim cương mới. Và như mọi người đã biết, hôm nào có hộp kim cương thì tôi cũng sẽ test nhân phẩm với hai nick phụ còn lại. Ok, cùng test thôi. Đầu tiên là với nick chính nha. Nó chính thử xem hôm nay ra cái gì. Hôm nay ra gì đây, ra gì đây, ra gì đây. Wow. Không mà 10 đâu vào lắm. Mình đang tưởng là mình mở hộp vịt đó mọi người. Mình đang bị lộn là mình đang mở hộp vịt. Chứ mở hộp kim cương mà ra 10 viên thì bình thường thôi. Ê, sẵn tiện để vô hộp vịt coi thử hôm nay ra bao nhiêu nha. Nói chứ nếu mà 10 viên thì nó cũng tầm trung, chứ nó cũng không có xuất sắc lắm. Tầm khi nào mà nó ra 15 rồi 30 hay 77 thì mới được tính là hên đúng không? Oh wow, 3 viên hả? Oh wow, đúng luôn. Ok, hộp thứ hai thì sao? Hộp thứ hai thì sao mọi người ơi? Hộp thứ hai thì lấy cái gì đây? Ủa chưa kịp nhìn nữa. Oh, 500 tiền hả? Hồi 500 tiền cũng được. Dạo này đang nghèo tiền sao mọi người ạ? Nhưng mà đừng có cho 50% nha. Mới nói xong luôn mọi người. Mới giống như kiểu là nó biết mình nói và nó cho mình chừng này hay sao? Ghét ghê. Vậy thì để qua thử cái nick phụ hả? Để xem thử nhân phẩm mở hộp kim cương là như thế nào ha. OK cả nhà yêu, hello mọi người, lại là mình Sunny lùn đây. Thường thường là cho nó cao đó, tự nhiên hôm nay cho nó lùn, cái nó kêu nó lùn nhi quá đáng ghê. Ok, bây giờ mình sẽ test nhân phẩm với cái hộp kim cương nha. Ok, hộp kim cương thì sẽ ra cái gì đây? Ta 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 đi ra. 15 nha, 30 nha. Oh wow. Ê. Cái Sunny này mở cái hộp kim cương mà bốc thăm kiểu như này rất là hên luôn á. Mình nhớ là mới tuần trước mình nói với mọi người là ra 30, tuần trước nữa là ra bao nhiêu đây nè, nhưng mà cũng kiểu cao lắm. Tuần này nó lại ra 15 nữa. Nên phụ của mình đỉnh cao quá, nên phụ ơi. Chào cả nhà yêu, mình là Sunny Trang nè. Hôm nay với một diện mạo mới, vì hôm qua có cái bộ đồ luật sư này, thế là mình cũng chốt đơn luôn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ xem thử là sẽ ra bao nhiêu viên kim cương trong cái hộp bốc thăm đá quý may mắn hôm nay nha. Mọi người đoán xem, 15 lúc nãy rồi đúng không? Bây giờ không ấy, nó ra 30 đi. 30 gặp 77 nè, 30 nè, 30 gặp 7 nè. Ui. Gì vậy? Khi nào mà mở được kim cương nhiều ở cái hộp này á, mình cũng kiểu bị giọng cá heo hết đó mọi người. Ê nó giỡn ấy. Tính ra là mình nghĩ trong đầu là nói miệng vậy thôi chứ chắc là nó không ra đâu. Mà ai ngờ nó ra thật. Ê ghê nha, cứ mỗi lần mà nít phụ, hai cái nít phụ là mình nói là mình mở kim cương hơi bị chuẩn chỉnh luôn á. Chỉ có cái nít chính là nó cứ tèn tèn 5, 6, 7 thôi à. Nói đừng nói xấu nít chính quá nó buồn, thôi trở lại nít chính nè. Ok, test kim cương xong rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào bốc thăm cái hộp trong cửa hàng luôn nha. Hộp bốc thăm xứ sở thần tiên đúng không? Trà xứ thần tiên. Nhưng mà cái hộp này có những cái vé free, vậy thì mình sẽ bốc từ vé free nha. Nhưng mà bây giờ mình đổi ngược lại đi, mình sẽ bốc vé free từ cái nick phụ trước. Cùng đi thôi. Hello mọi người, lại là mình Sunny Lùm đây. Mình sẽ test nhân phẩm với cái hộp bốc thăm tiệc trà xứ thần tiên. Và bằng một cái vé free cho mọi người. Thực ra thì mình cũng mở vé free thôi, chứ không phải là test nhân phẩm gì. Nhưng mà thôi, lỡ đâu mình ra cái món hiếm cái nít chính ngang tị sao đúng không? Ok, mình sẽ mở nó nha. Ra gì đây? Xin cái tóc nha, cái tóc đi. Tóc đi. Ra gì vậy? Dài hả? Đúng dài luôn, dài Alice. Dường như để có thể đi đến thế giới thần tiên khi mang nó. Để xem thử cái dài là bao nhiêu phần trăm nha. Dài là tận 10% lận. Món đứng thứ tư từ dưới đếm lên nha. Ôi là trời. Ok, kêu mình test nhân phẩm với cái vé free chứ gì, biết ngay mà. Thôi, để bắt cho bạn vui nha. Ok, để xem thử là với vé free thì mình sẽ mở được món gì trong cái này. Lúc nãy á, là cái nick Sunny Chan nó đã mở được cái giày rồi. Cái giày thì nó không hiếm lắm. Thì để xem thử là nhân phẩm Sunny Chan nó có hên không nha. Ok, cùng viết tweet. Được ngờ vật như thế này là bốc thăm nhiều lần hay sao? Mình cũng không biết nữa.
Để xem thử là ra cái gì. Ê, không phải cái đầm này nó hiếm hả? Ê, khoan, chiếc đầm xinh xắn do chính tay mẹ may. Mọi người, hình như là cái đầm này nó hiếm lắm. Không phải mà, cái đầm này hiếm thứ hai mọi người à. Ôi là trời. Ê, nít phụ định quá vậy. Không tin được luôn á. Ê, mặc dù là mình chưa bóc nít chính nha, nhưng mà cái nít phụ này quá trên luôn. Ê, lùn xuống đi, chứ cao quá nhìn hơi ngố. Trời xinh nhớ. Trời ơi, thấy ganh tị chưa, ganh tị chưa. Ê xinh nha, ù đằng sau nó còn đeo nơ rồi thắt dây. Chị thương vậy. Ê mê bộ này lắm luôn á. Rồi, không có, bây giờ sẽ trở lại nít chính để xem thử là nó mở ra cái gì nha. Trời ơi mọi người, nhìn cái nít phụ mà ham quá à. Mở hộp free mà nó ra cái đầm luôn. Ê ganh tị nha. Có khi nào mà hôm nay mình mở hộp đó mình không ra món gì hiếm mọi người. Mình thấy là mình xui cà na lắm luôn rồi đó. Thường thường mà cái nít phụ nó hên là y như rằng cái nít chính lần sau nó sẽ xui cơ. Để mình xem thử, trước tiên thì xem thông tin xác suất nha. Về tỷ lệ bốc thăm thì mặt Alex sẽ hiếm đầu tiên, xong tới cái đầm, rồi cái tới tóc, mặt đầm tóc đúng không, băng đô nữa. Nói chung là để mà full cái bộ đồ Alex á thì mình toàn phải mở món hiếm thôi. Mặt nè, đầm nè, tóc dài nè, rồi băng đô nè. Còn những cái về nội thất á, giống như là ấm đun trà, sofa bánh cupcake, giường thú cưng macaron, mèo bông, hay là giày. Ủa giày phía dưới hả? À chỉ có cái giày là nó sẽ không hiếm thôi mọi người à. Còn thảm với là khay với là bộ tiệc trà nó cũng như nhau nè. Khay, ủa cái khay này là không hiếm hả? Sao nó món tím mà? Cái khay này là kế cuối mà nó là món tím luôn á. Thực là không thể tin được. Bây giờ mình sẽ mở cái hộp vé free trước nha. Cùng mở hộp vé free thuy để xem thử là nó ra cái gì. Ra gì đây. Ê, cho ra cái đầm giống cái nít bên kia đi. Ủa cái gì đó, cái ghế hả? À, cái giường thú cưng. Đúng rồi, cái giường thú cưng. Cái giường thú cưng này mình nhớ là nó cũng ở giữa nè. Nhưng mà cái giường thú cưng này cưng ấy nhờ. Kiểu hình macaron nè, nó cũng đáng yêu. Thôi thì tạm chấp nhận được ha. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào việc công cuộc test nhân phẩm với hộp kim cương luôn. À lộn, hộp này luôn nha. Hộp tiệc trà sứ thần tiên luôn nha. Mình sẽ bắt đầu với hộp đầu tiên. Hộp đầu tiên là ra cái gì? Hộp đầu tiên nào? Ra gì? Ủa ra ấm đun trà. Nó đứng thứ ba từ dưới đếm lên mọi người. Cẩn thận coi chừng trà nóng nhé. Dù sao cũng là món mới, mình từ từ tốn thôi mọi người ha. Món đầu tiên rồi. Bây giờ mở thêm một hộp nữa rồi mình di chuyển chỗ khác nha. Ok. Món tiếp theo là gì? Món tiếp theo, hộp thứ hai. Wow. Cái khay này là nó kế cuối luôn đó mọi người. Mặc dù nó là món VIP ấy, không thể thiếu món tráng miệng ngon trong bữa tiệc trà, nhưng mà không, công nhận cái khay này dễ thương. Mặc dù nó là món tèn, nhưng mà nó là món dễ thương mọi người à. Đi đâu đây? Đi đâu để mà mở hộp tiếp đây? Ok, đứng đây mở tiếp nha. Mở thêm tiếp hai hộp nữa xem thử là như thế nào. Hộp thứ nhất rồi đúng không? À hộp thứ hai rồi chứ. Hai hộp rồi, bây giờ tới hộp thứ ba nè. Hộp thứ ba ra gì? Ra tóc hoặc ra đầm, không cần đâm mặt cũng được. Mình không, cũng không mê cái mặt lắm. Tóc hoặc đầm tươi. Nào, ra gì đây? Ra gì? Cái thảm này thì được đang chăm chỉ suốt một tháng. Ủa? Này đang bằng tay hả? Thảm mà đang bằng tay xịn vậy? Nhưng mà cái thảm này bao nhiêu phần trăm? Ê mọi người, tính ra là cái ấm này lúc này mình nhìn lộn luôn á. Cái ấm này nó cũng hiếm á, nó cũng ở giữa nè. Nó còn cao hơn cả cái giường thú cưng ấy. Xin lỗi nha, mình đã hiểu lầm em rồi. Cái này nó mới là kế thứ ba từ dưới đếm lên nè. Xin lỗi mọi người. Ra cái gì đây? Con số gì đây? Ủa tự nhiên ra lô tô rồi. Ra gì nào? Vô. Ủa? Ai khoan. Mọi người biết sao mình im lặng không? Mình cứ tưởng á là nó ra cái giường thú cưng, cái giường thú cưng macaron lại. Cái mình định nói là chưa gì mà đã trùng rồi. Nhưng mà không, nó ra cái sofa mà. Sofa bánh cupcake, ai đó đã cắn một miếng rồi bỏ đi. Công nhận cắn một miếng xong thành cái ghế nó cũng sáng tạo đó chứ nhờ. Ok, đứng đây hai lần rồi mình đi tiếp mọi người ơi. Ồ, mình sẽ vô đứng với cái chú này. Cái chú tắm bong bóng xà bông này đây. Phần hôm nay mình mặc cái bộ đồ này á, nó hợp với cái tông màu của cái quán luôn á mọi người. Hộp thứ năm nè.
hộp thứ năm bằng kim cương nè. Hộp thứ năm bằng kim cương. Ê, mình có nên đợi không? Mình thấy là hình như mình đợi càng lâu là nó càng hên đúng không mọi người? Hay là do mình tưởng tượng thôi? Vô. Mèo, con mèo thích cưng, mèo bông, người đọc chữ là đồng sao, Cheshire hả? Cheshire, từ đợi mình xíu, mình phải tìm nó đọc thế nào đó. Cheshire, mọi người, con mèo này nó tên là Cheshire, thật là sang chảnh, thưởng thức tiệc trà với chú mèo dễ thương, cũng dễ thương đó, cũng được, mà hộp thứ năm rồi đúng không, giờ mở thêm một hộp nữa nha, đứng đây mở thêm một hộp nữa nè, cái đầm đi, trời thích cái đầm lắm luôn á. Ê, không ấy ra thêm cái đầm để mặc chung đôi với là cái nít Nana Trang nè. Vô. Nãy nói xong là chưa thấy món nào trụng, tự nhiên nói xong cái bị trùng á. Thiệt là muốn càng lỡ muốn nói nữa. Thôi ra đây đứng nè. Bây giờ ngồi đây nha, ngồi đây vừa bán hàng. Ồ, nó quay ngã này hả? Ok luôn, ngã này cũng đẹp nữa. Ok, mình sẽ mở hộp thứ 7 với là thứ 8 ở đây nha. Cái đầm, xin biết cái đầm đi. Cái đầm với cái tóc, trời ơi, đầm tóc. Tóc đầm mình đợi à, để mình đợi khoảng tầm nó lâu xíu nha mọi người, để mình xem thử là mình ra được cái món gì. Đợi chừng nó đủ rồi đó. Bột tiệc trà hình như là món yếu nhất đúng không? Món thấp nhất cái. Nhưng mà món này mình chưa có thì cũng được đi mọi người. Dù gì cũng là chưa có thì cũng phải có chứ đúng không? Hộp thứ 8 rồi mọi người. Thứ 8 rồi nha, đầm. Mình có linh cảm luôn á, trước đó mình có linh cảm là cái món này thấp nhất, mình mới mở ra không lẽ là ra món nữa. Cái nó ra thiệt. Ôi là trời, nó ra thiệt. Ghét ghê á mọi người à. Hộp thứ 9 rồi, ra đầm đi. Please. Ra nha. Ê gì đó. Ê khoan, không chịu đâu mọi người. Ra hoài luôn á. Hay là do trong cái cửa hàng này nó cứ ra cái đó món nó hoài. Hộp thứ 10 rồi. Không được rồi, nó mới đang hên tự nhiên nó xui rồi. 10 hộp rồi mọi người ơi, 10 hộp rồi, làm giờ làm sao, mở tiếp không? Nhưng mà tôi muốn mở ra cái đầm hoặc cái tóc cơ. Mình cũng ráng đi, tại vì cũng đã lỡ mở tại cái hộp này đẹp thiệt. Hộp này đẹp mình mới tiêu nhiều lắm đó nha. Thêm một cái nữa nè, một cái nữa thôi, hứa luôn. không hứa nha mọi người, vì mình sợ là mình lại mở thêm ấy. Mở thêm hộp nữa nè, cầu trời khấn Phật trời. Ra bộ đồ đi mà, bộ đồ đi mà, năng nỉ luôn á. Chắp tay lại, năng nỉ nè. Bộ đồ như cái nít bên kia đi, thích cái bộ đồ à. Ra nha. Chắc là cái bộ tiệc trà nó hơi nhiều đúng không? Thành ra là cho thêm cái ấm nữa. Một hộp nữa thôi. Đang nỉ luôn á, mở quá trời món luôn mà nó ra toàn món gì á. Nữa nó ra thêm cái sofa nữa. Ghét ghê. Tao ghét ghê mọi người, ghét lắm luôn á trời. Thôi thì nó không ưng rồi thì thôi, không mở nữa, không cho nữa. Trời, là nhúng tôi thèm lắm đó. Mà thèm thiệt. Ôi trời, khen chi mà cái khay này nó là món tèn, tại nó nhỏ xíu mà mọi người. Bây giờ lôi mấy món này ra nè, cho nó đỡ su cà na nè. Ủa, cái ghế thì nó bự chứ phải. Cái ghế thì nó rất là bự luôn. Mà nó không có cái bàn ta. Bộ nội thất đằng này nó không có cái bàn hả? Ê mà nó hay ha, nó kiểu nó cho cặp ấy. Kiểu như là nó sợ lẻ loi đơn côi mình hay sao mọi người. Không lẽ trải với cái này hả? Thôi trải nó dưới này cũng được. Ủa, mình có 3 bộ ấm trà luôn, nhắc tới mà tức á. Là cái món mà ấm trà đun đó là công cụ chứ không phải là nội thất. Mọi người xem này, tại trong này đâu có đâu. Ok, mình sẽ ngồi lên. Ui, ngồi lên là bánh nó ra mọi người ơi. Oh wow nè, xem nè. Ê, ghế sofa này xịn á. Ồ, bên này còn có ấm trà. À, một cái là sẽ có vừa bánh với vừa trà. Còn những cái cò cái còn lại. À, mình không có bếp, từ từ lôi bếp ra đó. Đó, vô trong này. Đấy, trời ơi, đáng yêu quá à. Ê, nó nằm ngửa ra luôn á, dễ thương nhờ. Còn cái ấm trà ở đây á, thì không có làm gì được. Nhưng mà cái ấm trà lúc nãy mình kêu là mình mở ra hai cái á, thì nó sẽ là công cụ á mọi người. Nè. À, dễ thương nha. Nó rắc trà nè mọi người thấy không? Ê mà không ai rót trà kiểu đó hết nha. Con nhỏ nó rót trà hơi kỳ. Nhưng mà chưa có ra cái bộ đồ nào hết đó mọi người. Sao giờ?
Công nhận là cái hộp này nó rất là đúng gu mình luôn á, kiểu bánh bèo, nữ tính rồi đó, đáng yêu, thơ ngây thơ rồi đó. Nên là thôi thì mình rỡ mở thêm hai hộp nữa nha mọi người. Mình sợ nó lại ra món gì tàn quá Rồi mình xíu mọi người, mình có lên cặp là mình phải tháo hết đồ ra mọi người. Hộp cuối cùng, hộp kết thúc nè. Ok, dù gì cũng lỡ mở rồi nên mình không muốn buồn thêm nữa. Nhưng mà thôi, mong là mọi người sẽ hên với cái hộp này giống như là cái nít Sunny Trang của mình nha. Chứ còn cái nít Mitsungi này thôi thì bỏ đi. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Đừng quên để lại cho Nhục like và nhớ bấm nút đăng ký để xem Mai Nhi Sầm Xí gì nha. Tạm biệt mọi người. Sayonara.